Điểm nóng của thị trường Tây Nam Thủ đô. Khu vực được săn đón. Nằm tại phía Tây Nam Thủ đô, nhiều năm gần đây, trục đường Tố Hữu với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã trở thành điểm nóng của thị trường bất động sản. Không chỉ nằm ở vị trí giao thoa của các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và liên kết với trung tâm hành chính khu vực Mỹ Đình, khu vực này còn sở hữu vị thế vượt trội khi tuyến buýt nhanh BRT chính thức đi vào hoạt động và gần đây là tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh. Hà Đông hay thông tin dự kiến các tuyến đường liên kết như Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng sẽ được mở rộng trong thời gian tới là những yếu tố giúp giảm bớt mật độ giao thông lên trục Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, giải tỏa được lo ngại của nhiều người về vấn đề kẹt xe trên tuyến đường này. Ngoài ra, theo quy hoạch đô thị của thành phố Hà Nội đến năm 2030, Hà Nội chú trọng mở rộng hạ tầng về phía tây dọc theo các trục hướng tâm như Tố Hữu, Nguyễn Trãi, Đại lộ Thăng Long để tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn đó cũng là lý do khiến khu vực tố hữu luôn được các đại gia trong ngành bất động sản săn đón. Những năm gần đây, tuyến đường này đã có rất nhiều thay đổi bởi sự xuất hiện hàng loạt các dự án bất động sản quy mô đến từ các nhà đầu tư lớn, tạo nên một trung tâm đô thị hiện đại và phát triển năng động bậc nhất thủ đô. Tuy nhiên, việc có nhiều dự án cũng khiến không ít nhà đầu tư cũng như khách hàng có nhu cầu mua nhà phân vân. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh này, thương hiệu dự án, chất lượng công trình cũng như tiện ích sẽ là những yếu tố quyết định sự lựa chọn của khách hàng. Thực tế thời gian qua cho thấy, trong số những dự án gây tiếng vang tại khu vực này, không thể không nhắc tới giờ Terra, An Hưng. Tuy mới xuất hiện trên thị trường nhưng dự án này đã tạo được sự khác biệt và điểm nhấn cho khu vực. Giờ Terra, An Hưng và những điểm cộng Giờ Terra, An Hưng là một trong số chuỗi các dự án quy mô mang thương hiệu Giờ Terra, dòng sản phẩm độc quyền cho phân khúc cận cao cấp của văn phú Invest. Dự án bao gồm khu shop house, trung cư, thương mại dịch vụ với quy mô lớn. Từ dự án, cư dân có thể tận hưởng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất thủ đô cùng hàng loạt dịch vụ tiện ích ngoại khu hiện đại. Sau khi dự án được bàn giao và các dịch vụ thương mại đi vào hoạt động sẽ tạo nên một cộng đồng nhộn nhịp, văn minh tại đây. Được thiết kế theo quy hoạch mở bao gồm 3 tòa nhà hỗn hợp cao 45 tầng, cung cấp 1.328 căn hộ. Điểm nhấn của The Terra, An Hương là 166 căn shop house mặt tiền 6,5 m và cao 5, 6 tầng. Dự án được các kiến trúc sư thiết kế dựa theo tính ưu việt, tiện nghi, sang trọng nhờ cách bố trí hợp lý, thông thoáng, mỗi căn hộ dơ Terra, ra, An Hưng có đủ không gian sinh hoạt chung và không gian riêng tư dành cho mỗi thành viên trong gia đình. Đặc biệt, phòng khách và các phòng ngủ đều được bố trí tiếp giáp với không gian bên ngoài, đón nắng gió tự nhiên cùng với tầm nhìn thoáng rộng, tạo cảm giác thư thái và bình yên. Dự án sở hữu đường dạo, sân chơi xen kẽ các bảng xanh, bãi cỏ đa năng. Ngoài ra, một diện tích lớn dành cho cây xanh cảnh quan không chỉ xuất hiện bên dưới dự án mà còn được bố trí tại một số tầng của khu chung cư. Với tiện ích này, cư dân của The Terra, An Hưng sẽ có không gian sống trong lành và cơ hội nâng cao sức khỏe một cách tự nhiên. Những không gian sinh hoạt cộng đồng được bố trí dưới khuôn viên dự án hay ở tầng 4 tòa chung cư với diện tích 1.365m2 chính là dịp để trải nghiệm cơ hội được giao lưu, gặp gỡ giữa các thành viên trong cộng đồng cư dân hoặc với bạn bè, gia đình. Tại The Terra, An Hưng, cư dân còn được tận hưởng các tiện ích và dịch vụ cao cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu của cuộc sống với khu vui chơi, khu luyện tập thể thao phòng tập gym hiện đại, hệ thống bể bơi bốn mùa, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng. Tất cả tích hợp chỉ trong vài bước chân và mang đến cho khách hàng cảm giác về một tổ ấm trọn vẹn. Một nhà đầu tư cho biết ngoài các yếu tố trên, điểm đáng quan tâm nhất đối với dự án Zotera, An Hưng, đó là chủ đầu tư cam kết sổ đỏ trao tay khi khách hàng vào nhận nhà. Điểm đặc biệt này giúp khách hàng an tâm hơn và cũng chính là điểm cộng rất lớn của một dự án.